Huy. Gì vậy? Em là cái thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật. Sao vậy? Nói bao nhiêu lần rồi tại sao lại xả rác hoài vậy? Trời ơi, đang điên đê cùng chuyện tùm lum nè, anh không phụ em thôi còn nói nữa. Phụ cái gì, em không thấy là anh đang bận anh dọn dẹp nhà cửa hay sao? Em biết là anh dọn dẹp nhà cửa là anh rất là có tâm, nhưng mà anh ơi, anh dọn sáng giờ 10 lần rồi. Mới có 10 lần thôi. Bây giờ tới tối anh còn phải dọn thêm 10 lần nữa, em biết không? Trời đất ơi, anh ơi, cái nhà có một cái và cái bàn cũng có một cái mà anh lao cái gì anh lao hoài vậy? Lao hoài cái gì em, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, trong cái gia đình mình á, mình phải sống một cách nó sạch sẽ, đồ đạc thì mình phải sắp xếp cho nó gọn gàng đó. Bởi vì sao? Bởi vì gia đình mình là một gia đình văn minh văn hóa, em hiểu không? Không nói chuyện với anh em mệt quá. Nói chuyện cái gì thiệt. Thuy, em đang làm cái gì vậy? Ăn. Ăn gì? Bỏ xuống, bỏ xuống liền cho anh. Hả? Anh không thể nào chấp nhận em được nữa rồi Nga Thí. Em có biết mà khi mà em ăn uống mà em lấy tay em bóc như vậy là trong tay của em nó có vi khuẩn. Lúc này vi khuẩn sẽ đi vào cái bánh và cái bánh này nó sẽ đi vào miệng của em. Những con vi khuẩn đó nó sẽ xâm hại, nó sẽ xâm hại vào trong sức khỏe của em hiểu không? Ghê vậy? Đúng, lúc này em sẽ bị bệnh. Bị bệnh thì sao? Bị bệnh thì chúng ta phải đi khám bệnh. Mà khám bệnh thì phải tới bệnh viện. Mà tới bệnh viện thì chúng ta phải tốn tiền. Đó, tốn tiền anh không nói nha. Khi mà chúng ta tới bệnh viện, cái vấn đề quan trọng là chúng ta sẽ bị những con vi khuẩn khác nó mạnh hơn, nó xâm nhập vào chúng ta nữa, từ những người bệnh nhân nằm ở trong bệnh viện. Đó, lúc này ha, khi mà chưa kể là bước vô bệnh viện nha, chỉ cần em đứng ngay cổng thôi. Đứng ngay cổng là những cái không khí có những con virus trong đó đó, em hít thở, hít cái không khí đó vào người. Đó, hít vào người là em sẽ bị bệnh nặng hơn, ảnh hưởng sức khỏe của em hơn. Khi đó em về nhà, em sẽ lây cho anh nè, xong cái anh về quê về anh lây cho ba má, con cháu em út trong gia đình mình, cả gia đình mình bị bệnh hết, em hiểu không? Lại bài ca môn thở, mệt quá. Mệt cái gì, chưa hết đâu. Cái vấn đề, cái tủ lạnh. Hồi nãy anh dọn anh mở tủ lạnh ra, anh thấy rau củ trong đó. Đúng rồi. Anh gom hết rau củ, anh đem bỏ hết rồi nha. Bỏ? Đúng. Sao anh lại bỏ? Làm sao không bỏ được? Bây giờ ba cái rau củ đó, khi mà em đem về em để vô tủ lạnh thì làm sao em biết được ở trong đó nó có virus hay không? Bởi vì người ta là phun thuốc trừ sâu này kia vô đó nhiều lắm. Anh bị điên rồi. Hả? Sao anh đi giục mấy cái đó anh không hỏi ý em? Đồ đó không phải là đồ mua ngoài chợ, mà đồ đó là của ba má đem lên cho mình đó. Của ba má hả? Đúng vậy, mà đồ ba má cho mình là đồ ba má tự trồng, là không có bị tiêm nhiễm cái gì hết, đó là đồ vệ sinh an toàn thực phẩm, anh có hiểu hay không? Không, không, không. Không có gì mà anh đồng ý là ba má trồng. Nhưng gũi khi là những người hàng xóm xấu tính nào đó, người ta qua người ta xịt thuốc vào trong cái cây cái đó thì làm sao mình biết được? Anh bị điên rồi. Không, chuyện anh em quá mệt mỏi rồi. Sao anh có thể như vậy? Thôi anh đi dọn dẹp rồi, đi tắm chị qua anh được. Em đi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Đi tắm hả? Em đi, em tắm chưa? Không, em không có tắm. Chưa tắm? Chưa. Né xa anh ra. Né xa ra. Chưa sao vậy? Em chưa tắm là em sẽ có rất nhiều virus, hiểu không? Hồi sáng giờ anh tắm 3 lần rồi. Và bây giờ anh sẽ chuẩn bị là anh sẽ đi tắm thêm lần thứ tư nữa. Cho nên là sau khi anh tắm xong là em đừng bao giờ đứng gần anh nha. Đừng bao giờ đụng tới anh nha. Ok, anh ở đây chơi một mình anh đi. Anh ở đây chơi một mình anh đi. Ê, đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Tôi đứng này tôi nói chuyện với một hồi tôi điên lên, tôi đốt nhà luôn bây giờ. Ôi, trời em, anh chỉ muốn tốt cho em, tốt cho sức khỏe gia đình mình thôi mà. Trời, bàn dơ dữ vậy trời. Trời đất ơi. Ô, cái gì vậy em? Đâu rồi? Nó đâu rồi? Đâu cái gì? Cái đó đâu rồi? Cái đó là cái gì? Em bình tĩnh đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Bình tĩnh lại. Em nói chuyện nghiêm túc với anh nè. À. Cái album hình cưới vợ chồng mình và cái cuốn sổ để khách mời tới ký tên lưu niệm cho vợ chồng mình trong ngày cưới, nó đâu rồi? Trời ơi, ba cái đồ cũ đó thôi mà em làm gì em quảng hốt như vậy? Trời ơi, đồ ngày cưới mà anh kêu đồ cũ là sao? Thì để lâu rồi thì cũ gì. Xong rồi anh lên anh dọn trên phòng đó. Ừ. Anh thấy là cái album cưới là em để chung với lại mấy cuốn sách mà để lung tung quá. Với lại là để lâu quá không sử dụng là bụi bám vô đó rất là nhiều. Ha. Ừ. Mà một khi bụi bám vô là tức nghĩa là có virus. Lúc này là virus sẽ xâm nhập là ảnh hưởng sức khỏe chúng ta. Mà ảnh hưởng sức khỏe thì chúng ta phải đi khám bệnh. Khám bệnh là chúng ta phải tới bệnh viện. Bây mà... giờ nó đâu? Không, anh gom hết lại anh bỏ vô kho. Trời đất ơi, anh bấm hình cưới mà anh nên vô cái bóng kho hả? Ừ. Anh bị điên rồi. Điên? Sau khi nói chuyện xong anh đi vô kho anh lục ra đưa cho tôi liền nghe không? Rồi khoan, cái cuốn sổ ký tên, cái cuốn sổ khách mời ký tên.
Thì cái này quan trọng đó em, sao nó quan trọng á? Anh phải biết nó rất quan trọng. Bởi vì biết bao nhiêu bạn bè, người thân thân, bạn quyến thuộc, người ta tới người ta ký tên cho mình, nó rất là có ý nghĩa. Không, anh không nói là quan trọng chuyện đó. Chứ sao? Ý nó quan trọng là bây giờ anh mới sực nhớ ra cái ngày cưới của mình là rất là đông người tới, đúng không? Đúng, em đúng, đúng. Đó, rồi cái cuốn sổ đây nè, ví dụ cuốn sổ ở đây xong cái người ta sẽ lấy tay người ta đó, người ta cầm vô cái viết, người ta ký vô sổ nè. Đúng. Rồi ký vô sổ là những con virus nó sẽ gián tiếp từ tay người ta đi vào cái viết này, sau đó là đi vô đến cuốn này đó, đó là gián tiếp hay nha. Còn những người trực tiếp nữa, khi mà để cái tay họ lên này nè đó, xong rồi ký vô là trực tiếp là từ ngay chỗ này nè, là virus đi thẳng vô cuốn này, sau đó là mình đem về nhà mình. Một khi mình đem về nhà rồi là sao? Mình đã đem những con virus đó về nhà. Những con virus đó sẽ tấn công và ảnh hưởng sức khỏe chúng ta. Nó đâu? Nó đâu? Đem dục rồi. Dục rồi! Anh dục ở đâu? Anh moi ra liền cho tôi. Thôi em ơi, nó cũ rồi, đừng quan trọng nó nữa, bỏ đi. Ok, em hiểu ý anh rồi. Bây giờ cái gì cũ thì mình phải bỏ đi. Đúng, đúng. Thì mình mới đón cái mới tới được. Đúng, đúng. Đúng không? Dạ. Ly dị đi. Cái gì? Em nói gì kỳ em? Sao tự nhiên kêu ly dị là sao? Thì bây giờ em là vợ anh đúng không? À. Em cũng cũ rồi. Sớm muộn gì anh cũng bỏ em thôi. Nên là bây giờ ly dị sớm, bớt đau khổ. Không, không, em không. Em viết giấy. Anh anh ký. Không, anh đợi đó. Anh xin lỗi mà. Nhận giấy từ tôi. Không, em ơi, xin lỗi. Em. Trời ơi, cái gì vậy? Chỉ là ăn ở sạch sẽ thôi mà mất vợ là sao?